Vâng, dòng sông Lam xin gửi lời chào tới quý vị. Hôm nay dòng sông Lam sẽ dẫn quý vị đến thăm một ngôi đền cổ có tuổi đời trên 1.500 năm, hay còn gọi là đền Thiên Vụng, nằm ở xã Hữu Vĩnh, Hồng Quang, thuộc giáp danh giữa Hà Nội và Hà Nam. Đây là con sông đáy trong xanh. Ngôi đền thờ một vị tướng thời Tiền Lý Nam Đế, là con cháu của Kinh Dương Vương, vua Hùng. Các ngày lễ hội thường được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13 tháng Giêng hàng năm. Nào, chúng ta sẽ tiến vào ngôi đền nào. Vị tướng được thờ trong ngôi đền này được phong là Nhất Phẩm Đại Vương. Đền nằm bên cạnh con sông đáy quý vị ạ, đẹp lắm. Nơi viết sớ của các thầy, của các ông đồ. Đền Đức Thanh Cả nằm ở vị trí rất đẹp và là một vị trí cạnh con sông đáy. Và đây, dòng sông Lam đang đứng ở một cái bến. Bến này là bến của đền. Bến này để xuống sông. Và đây một cái lá cờ. Rất cổ kính quý vị ạ, mọi cái đều. Ở đây thì mọi thứ đều linh thiêng, chúng ta chỉ đi ngắm thôi, chứ không đụng vào. Đi ngắm cái nét văn hóa của ngôi đền. Và hai bên cổng đền là hai con voi. Và hai con hổ đang rất uy nghiêm. Đây là một con hổ, hình tượng của con hổ. Lại một bến sông tiếp, cũng nằm trong khuôn viên của đền Thánh Cả, đền Đức Thánh Cả.
Người trèo đò đang cào ốc, cào trai. Sông này sao mà nhiều trai nhiều ốc thế? Chúng ta sẽ vào đền để chiêm ngưỡng và tìm hiểu văn hóa. Bà ơi, cho con hỏi lối vào đền đâu bà? Lối kia bà? Dạ, cháu cảm ơn. Đây là bia công đức. Bia công đức những người đã đóng góp xây dựng đền. Chúng ta sẽ bước vào đền. Đền gồm 1, 2, 3 dãy nhà chính và đây là dãy nhà ngang. Con chào cụ. Chào cụ. Một con hổ Chúa Sẻ Sơn Lâm. Dạ. Vâng, được rồi. Thank you.
Đẹp quá. Rồi. Một khu quần thể rất cổ. Này rất là nhiều gốc cây nhãn lâu đời, rất là mát mẻ. Toàn nhãn như một rừng nhãn.